Xin kính chào quý vị khán giả của chương trình Bí quyết sống khỏe. Xuân Quỳnh rất vui lại có thể được gặp lại với quý vị để chúng ta có thể cùng nhau chia sẻ những câu chuyện để có thể chăm sóc sức khỏe được cho bản thân, cho những người thân yêu với những cái kiến thức về y học rất bổ ích. Và ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ tiếp tục mang đến cho quý vị một thông tin và một chủ đề mà có lẽ là rất nhiều người quan tâm. Hội chứng đau mỏi cổ vai gáy và sự thật về bài thuốc đông y điều trị hiệu quả. Và ngay bây giờ nếu như quý vị cũng đang gặp phải tình trạng này hoặc là chúng ta quan tâm đến chủ đề ngày hôm nay, hãy gọi điện đến số tổng đài quen thuộc của chương trình 1-800-6833 để có thể được tư vấn. Chương trình cũng xin được gửi lời cảm ơn đến nhãn hàng Hoạt Huyết CM3 của công ty cổ phần Dược Phúc Vinh đã đồng hành cùng chương trình. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay hội chứng đau mỏi cổ vai gáy nó xảy ra ở không chỉ ở những người có độ tuổi cao mà kể cả ở những người trẻ, những người trung niên cũng mắc phải rất là nhiều. Và ngày hôm nay thì chúng tôi cũng sẽ cùng nhau trò chuyện cũng như là tư vấn thêm cho quý vị về vấn đề này. Bởi vì nó thực sự không phải là một vấn đề quá nghiêm trọng, tuy nhiên thì nó ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng cuộc sống và đến sự phiền toái của chúng ta. Cũng như là nếu như mà để lâu dài thì nó cũng hoàn toàn có thể dẫn đến những cái vấn đề có thể là sẽ nghiêm trọng hơn. Chính vì vậy mà ngày hôm nay chúng tôi đã nhờ đến sự tư vấn của bác sĩ chuyên khoa 2, bác sĩ Trần Quang Đạt, nguyên chủ nhiệm bộ môn châm cứu khoa Đông y của Đại học Y Hà Nội. Xin chào bác sĩ ạ. Vâng, xin chào Xuân Quỳnh. Xin kính chào quý vị khán giả. Và cùng trò chuyện với chúng ta ngày hôm nay đó là chị Đặng Kim Xuyến. Xin chào chị đã đến với chương trình. Xin chào MC Xuân Quỳnh, xin chào bác sĩ. Xin chào toàn thể quý vị khán giả. Và như thường lệ, trước khi chúng ta cùng tìm hiểu về nội dung chính của ngày hôm nay thì bây giờ xin mời quý vị hãy cùng theo dõi một phóng sự khoa học của chương trình. Đau cổ vai gáy là tình trạng cơ vùng vai gáy co cứng hơi đau kèm theo các hạn chế vận động khi quay cổ hoặc quay đầu. Bệnh thường xuất hiện vào buổi sáng và có liên quan chặt chẽ đến hệ thống cơ xương khớp và mạch máu vùng vai gáy. Với bệnh đau cổ vai gáy, ban đầu bệnh nhân có cảm giác đau nhẹ, mỏi vùng vai gáy và hạn chế vận động ở vùng cổ gáy, vùng đầu. Tình trạng này thường xuất hiện tự phát hoặc sau khi lao động nặng. Khi bị đau cổ vai gáy nên đi khám để bác sĩ chuyên khoa tìm ra nguyên nhân, xác định xem có hiện tượng chèn ép gây tổn thương dây thần kinh hay không. Cùng với đó, bác sĩ sẽ đánh giá mức độ bệnh nặng hay nhẹ, từ đó đưa ra phác đồ điều trị phù hợp. Với y học hiện đại ngày nay, người bệnh có thể điều trị bệnh bằng sản phẩm được chiết xuất từ thảo dược thiên nhiên. Thưa bác sĩ, chúng ta từng hay nhắc đến hội chứng đau mỏi cổ vai gáy. Tuy nhiên thì tôi cũng tin là có rất nhiều quý vị khán giả đang theo dõi chương trình ở đây cũng chưa thể nào hiểu rõ rằng là hội chứng đau mỏi cổ vai gáy thì thực chất là nó như thế nào và nó sẽ có những cái triệu chứng như thế nào ạ? Từ cái vai đến cái cánh tay của chúng ta thì đây nó có các cái xương, các xương bả vai, thì xương cánh tay, các cái cơ. Thế thì có thể là do chúng ta lao động làm một cái công việc gì đó quá nặng, quá cái sức của cánh tay chúng ta nó đau cấp tính. Càng có tuổi thì chúng ta càng có cái thoái hóa, thoái khớp, thì có thể là do cái bệnh lý từ ở cái khớp vai. Như vậy thì hội chứng đau vai gáy cổ là cái hội chứng bệnh lý thường gặp ở trong rất nhiều bệnh lý, có thể là từ cột sống cổ, có thể là bệnh lý từ cái khớp vai, có thể bệnh lý các cái khớp khác. Triệu chứng của cái hội chứng đau vai gáy, cổ vai gáy thì nó cũng rất dễ rõ. Đầu tiên là cái cổ trước, cái cổ thì chúng ta không quay sang trái, quay sang phải được. Đây đầu tiên là hạn chế các cái vận động của cái khớp cổ, là động tác quay cúi. Cái thứ hai là về cái vai gáy thì chúng ta thấy là từ cái cổ đến vai gáy thì chúng ta có một cái cơ gọi là cơ thang, cơ đòn trũm. Thế thì cái cơ này khi mà vận động sai tư thế, làm cái việc công việc gì nặng quá chẳng hạn, đấy là những cái trường hợp cấp tính. Thế còn các cái trường hợp khác nó mãn tính hơn thì có thể là do cái tổn thương từ cái khớp vai, từ cái xương cánh tay, từ cái xương bả vai, vân vân. Hoặc là có những cái hạt lắng đọng của cái axit uric mà nó thừa quá cao trong máu, nó thành các cái tinh thể muối rát, nó lắng động các cơ, nó gây đau. Như vậy thì nó đau dọc từ cái cổ này, từ cái vai này, từ cái gáy này. Vâng, chị Xuyến thân mến, qua những chia sẻ của bác sĩ thì có lẽ là mình cũng đã hiểu thêm về cái hội chứng đau mỏi của vai gáy. Chị có thể chia sẻ cụ thể hơn cái câu chuyện của mình cũng như là những cái điều băn khoăn thắc mắc mà chị muốn gửi đến bác sĩ ngày hôm nay. Thưa bác sĩ, tôi năm nay 45 tuổi và đang là nhân viên kinh doanh bất động sản. Thời gian trước thì tôi có tập yoga, nhưng gần đây do bận công việc tôi đã ngưng tập và tôi đã bị đau vùng cổ và vùng vai gáy, ảnh hưởng đến công việc của tôi rất nhiều. Và mỗi lần đau thì tôi lại phải dùng thuốc giảm đau. Một thời gian thì tôi lại đau dạ dày. Có lẽ do nguyên nhân là tôi uống nhiều thuốc giảm đau quá. Tôi băn khoăn
Tôi muốn hỏi bác sĩ biểu hiện của tôi có phải là đau cổ vai gáy không ạ? Và do nguyên nhân đâu gây lên ạ? Để mà chẩn đoán cái này rõ thì có thể là phải đi khám để xem chụp, xem có vấn đề gì về cột sống cổ không, về cái khớp vai có vấn đề gì không. Bởi vì nó sẽ có thể là có những cái thoái hóa đốt sống cổ, hoặc có thể có những cái viêm các cái ở chỗ cái khớp vai, nó biểu hiện bằng cái mất xương, mất vôi vân vân. Về mặt nguyên nhân của hội chứng đau vai gáy thì nó có nhiều nguyên nhân. Cái nguyên nhân đơn giản nhất là những thông thường nhất là cái thời tiết nó lạnh thay đổi đột ngột chẳng hạn, chúng ta nhiễm lạnh là chúng ta có thể bị. Cái thứ hai là có thể do chúng ta làm việc lâu, quá lâu ở một cái tư thế mà không có dây chở, hay là cái tư thế chúng ta khi nằm ngủ, chúng ta là nằm ngủ nghiêng một cái ở một cái gối chúng ta quá cao và nghiêng sang một bên quá lâu, có thể nhiễm lạnh. Từ cái nhiễm lạnh nó co thắt, nó làm các cái cơ co thắt và gây nên cái tình trạng đau về mặt nguyên nhân. Rồi chưa kể đến những cái nguyên nhân khác nữa là nguyên nhân về tuổi tác. Khi càng có tuổi thì các cái tế bào chúng ta nó có thoái hóa, trong đó có tế bào xương, các tế bào cơ, các tế bào khác nó có cái thoái hóa do cái sự thoái hóa xương khớp, do cái bệnh lý của tuổi già, hoặc là mắc các cái bệnh về khớp chẳng hạn thì nó toàn viêm, sưng nóng, đỏ, đau để gây nên cái tình trạng này. Vâng, thưa bác sĩ, là thực tế có rất là nhiều người gặp phải cái chứng là đau mỏi cổ vai gáy bởi vì cuộc sống của chúng ta rất là bận rộn, và nhất là đối với các chị em văn phòng thì phải ngồi rất là lâu, và thường thì mọi người thì cảm thấy là nó cũng không có cái gì là nghiêm trọng và chủ quan, lắc lắc cổ vài cái hay là có thể thậm chí sử dụng thuốc giảm đau để làm giảm đi cơn đau hay là đi massage là xong. Tuy nhiên nếu chúng ta cứ để cái tình trạng này kéo dài trong một khoảng thời gian và không có điều trị dứt điểm thì liệu là nó sẽ có thể để lại những cái hậu quả như thế nào? Không được điều trị dứt điểm thì có nhiều cái phiền phức nó sẽ xảy ra cho cái người mắc cái chứng này. Đầu tiên là chúng ta thấy khó chịu vì trong người lúc nào nó cảm giác đau. Và từ cái cảm giác đau này nó gây cho chúng ta những cái cáu bẩn, những cách vô lý, làm việc nó không có chất lượng và cái năng suất làm việc, năng suất lao động của chúng ta giảm. Cái thứ hai nữa là nếu như không được điều trị nữa thì những cái tình trạng bệnh lý cụ thể, ví dụ như có thể là có thể thoái hóa, có thể là có những cái vấn đề về rối loạn về đông máu, có thể có vấn đề về khớp mà chúng ta không điều trị thành các cái phương pháp điều trị hợp lý thì cái bệnh nó càng ngày càng tiến triển. Thế thì chúng ta nên là lắng nghe cơ thể mình, và khi các cái dấu hiệu này thì chúng ta nên đến các cái cơ sở y tế để các bác sĩ thăm khám và cho chúng ta cái hướng giải quyết, có thể là điều trị, có thể là tự tập, có thể là uống các cái thuốc đông y hay là những cái thảo dược cần thiết. Nhưng tình trạng này nếu kéo dài thì nó có thể dẫn đến tình trạng là đau mỏi cổ vai gáy mãn tính hay không ạ? Và cái sự khác nhau giữa cấp tính và mãn tính như thế nào, làm thế nào để phân biệt ạ? Thường thì người ta chia là có thể là cấp tính hay là mãn tính. Nếu cấp tính thì thường là nó giải quyết nó nhanh, nó thoáng qua, có thể chúng ta một vài cái nghỉ ngơi, một vài cái điều trị gì đó, có thể vài viên thuốc giảm đau, vài cái tác động bằng xoa, bằng bấm, bằng dây, thông thường nó đỡ, hoặc uống một cái viên thuốc giảm đau hoặc là cái bài thuốc gì đấy nó đỡ. Nhưng mà từ 2 đến 3 tuần mà nó không hỏi thì nó trở thành các cái mãn tính và nó gây ra nhiều cái phiền phức cho chúng ta. Và trước khi chúng ta cùng đến với những câu chuyện tiếp theo, những điều chia sẻ của bác sĩ cũng như là nhân vật khách mời ngày hôm nay, thì bây giờ xin mời quý vị hãy theo dõi một tình huống của chương trình. Hoàn Huyết CM3 hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Thuốc hoạt huyết CM3 là dự án nghiên cứu cấp nhà nước, được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại của Phúc Vinh, đạt tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới, điều trị rối loạn tuần hoàn não với các biểu hiện đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, chích mũi chập chờn, rối loạn trí nhớ, đau mỏi cổ, vai, gáy. Thuốc hoạt huyết CM3, dự án nghiên cứu cấp nhà nước, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Nhà cũng chỉnh chu để hú cái không đi liền cho nhanh, không biết. Trời đất ơi, cái gì vậy bà? Ngồi có hơi sắc mà không yên, đó là sao vậy? Ở nhà mặc đồ bình thường chứ có gì đâu gọi là chỉnh chu. Đúng rồi, bình thường lắm. Nó mấy bữa trước đó đi tập thể dục mà không hề rủ vợ rủ con đi. Tôi xuống dưới đường rồi chờ bà, rồi đi ra ngoài trước cửa rồi chờ bà, rồi đốt cuộc bà cứ ở trong này, bà không biết bà làm cái giống gì, bà cà rề, cho nên là tôi đi ra ngoài công viên trước vậy thôi chứ đâu phải là không chờ bà. Mà theo giờ bỏ cái chuyện đó qua bên đi, coi như là không có chuyện gì xảy ra hết trơn. Cái đội giờ tôi có cái này mà tôi muốn nói với bà nè. Mấy bữa nay là hầu như là tôi bị đau nửa cái vùng đầu bên trái nè. Đau nửa vùng đầu? Nó nhức nhức cái mình nửa vùng đầu bên trái rồi nó bị sái. Thế còn cổ nó bị rác, nó khó chịu lắm. Mà nếu có sức dầu vậy thì nó còn đỡ đỡ.
còn có sức dầu vô thì nó làm sao đó, bây giờ biết làm sao mà. Mà bị thường xuyên không? Bị thường xuyên, tôi nói cứ tiếng này tiếng hồ bị. Rồi, cái này là ông bị triệu chứng của đau mỏi cổ vai gái. Tôi chắc chắn 100% luôn. Đau mỏi cổ vai gái, ừ. Đó bây giờ cũng đang bị nè. Tại vì chồng của chị Hà bị rồi, bị y như ông luôn á, đau mỏi cổ vai gái ở. Là được cái này là có làm sao để mà cho nó hết ta? Thì phải có phương pháp thôi, cái gì nó cũng phải có phương pháp điều trị. Chồng chị Hà đã bị rồi, chị đã sử dụng sản phẩm kết hợp các loại thảo dược thiên nhiên, đương quy, sinh địa, ngưu tất, ít mẫu và xuyên khung. Mấy cái thành phần bà vừa nói rất là tốt, nhưng mà tôi theo tôi được biết là mấy cái thành phần này là để tăng cường tuần hoàn não đúng không? Còn tôi là bị cái sao gái của mình mà mình nhắm mình sử dụng có được không? Thì thôi giờ này muốn chắc ăn thôi tôi với ông đi lại gặp bác sĩ đi. Cái đó mới vậy chứ không phải chỉ định cho mình đâu đó rõ ràng rồi mình sử dụng. Đúng rồi, cái này là nên đi gặp bác sĩ ha. Chúng ta vừa theo dõi một tình huống ngắn của chương trình, và trong tình huống vừa rồi thì nhân vật có nhắc đến một số những loại thảo dược thiên nhiên, đương quy, sinh địa, ngưu tất, ít mẫu hay là xuyên khung. Vậy thì xin được nhờ bác sĩ có thể phân tích rõ cụ thể công dụng của từng loại thảo dược thiên nhiên này ạ. Với cái thảo dược mà bạn hỏi tôi thì đây là một cái bài thuốc rất nổi tiếng trong y học cổ truyền phương Đông. Nó là cái bài tứ vật gia vị. Cái vị khung thì có tác dụng là hoạt huyết, vị quy có tác dụng bổ huyết, cái vị ngưu tất có tác dụng hoạt huyết, vị sinh địa có tác dụng là mát huyết và dưỡng huyết, cái ít mẫu là có tác dụng làm giảm các cái đau, bởi vì đau là do có cái gì nó ách tắc lại trong cơ thể, có thể là khí tắc, có thể là huyết tắc. Thế thì huyết tắc hay khí tắc thì dùng các cái vị thuốc hoạt huyết, hành huyết rồi bổ huyết thì nó làm giải quyết cái lưu thông của khí huyết thì nó giảm đau. Với cái thảo dược mà chúng ta vừa nêu ở trên, nó thành một cái bài thuốc và có thể sử dụng để điều trị tốt cho các cái trường hợp mà đau cổ vai gáy. Và thưa bác sĩ, qua tìm hiểu thì tôi trên thị trường thì tôi có được biết là bán cái sản phẩm, thì không biết là cái tình trạng của tôi có được dùng cái sản phẩm này không, và nếu như dùng thì phải lưu ý điều gì ạ? Với cái tình trạng của chị Xuyến như chia sẻ bên trên thì chúng ta có thể là sử dụng để cho nó giảm đau ở cái vùng cổ vai gáy của chị ấy, bởi vì nó có tác dụng là hoạt huyết, nó có tác dụng là bổ huyết và nó giảm đau. Có một vị khán giả cũng đến từ thành phố Hồ Chí Minh và có gửi đến cho chương trình một câu hỏi với nội dung như thế này ạ. Xin chào bác sĩ, năm nay tôi 50 tuổi và tôi đã sống chung với bệnh tiểu đường được 6 năm. Mới đây tôi đi khám và phát hiện là bị thêm hội chứng đau mỏi cổ vai gáy. Và do là bệnh nhân tiểu đường nên khi điều trị chứng bệnh này thì tôi bị hạn chế rất là nhiều. Xin hỏi bác sĩ, với trường hợp của tôi thì có thể sử dụng sản phẩm này để điều trị được hay không? Và phải lưu ý điều gì đối với chứng bệnh của tôi không? Với bệnh nhân này, đầu tiên là phải tuân thủ cái chế độ uống thuốc về tiểu đường đã, để kiểm soát cái lượng đường máu nó ở cái mức độ bình thường. Kiểm soát cái chế độ ăn uống để cho nó không thừa quá tinh bột, nhưng không để cho cơ thể đói. Và cái thứ ba là cần phải tập luyện để làm cho cái cơ, các cái khớp nó trơn, nó hoạt động, nó không bị ách tắc, mỡ nó không lắng động lại, nó không ứ thừa được. Và nếu như có vận động nhiều, hợp lý thì mới có tiêu bớt được cái glyco, rồi tức là cái đường ở trong máu nó không cao và nó không hình thành được các cái mỡ nó tồn động lại ở trong cái cơ thể, nó gây những cục máu đông. Có thể dùng nó để đầu tiên là nó làm giảm bớt các cái cục máu đông có thể xảy ra ở trên những cái người bệnh đái tháo đường. Cái thứ hai là nó làm giảm bớt những cái đau ở toàn thân, không cứ gì chỉ cổ vai gáy, có thể đau nhiều nhất mà người ta sợ nhất là những cái đau ở dưới các cái ngón chân, các cái bàn chân. Về trong cái tiểu đường ấy, thì rối loạn những cái vi mạch ở cái bàn chân nó dẫn đến tình trạng thiếu máu, thiếu nuôi dưỡng, thiếu oxy thì các cái máu nó sẽ hoại tử. Là hoại tử thì là cắt cụt chi lúc nào đó, kèm theo cái bội nhiễm của cái tạp khuẩn ở bên ngoài thì có thể là mất chi. Như vậy thì có thể sử dụng để một là ngăn ngừa cái cục máu đông có thể dẫn đến cái đột quỵ não sau này. Trước mắt là nó làm giảm đau các cái triệu chứng, có thể là đau cổ, có thể đau vai, có thể là đau ở khuỷu tay, bàn tay, có thể đau ở cái bàn chân. Ngoài ra thì chúng ta hiện nay đang có những cái phương pháp như thế nào để có thể điều trị hiệu quả dành cho những người mà đang bị mắc chứng đau mỏi cổ vai gáy đây ạ? Điều trị cái cổ vai gáy chúng ta có rất nhiều biện pháp. Biện pháp thông thường nhất là tự tập, tự làm và tự điều chỉnh đấy nhất bằng các cái bài tập thể dục, bằng các cái bài vận động, có thể là vận động khớp cổ,
gấp vai, gấp tay đấy chúng ta tự được. Hay là nếu đau nhiều ở cái chân, ở cái lưng thì chúng ta tập các cái động tác tùy theo cái tình trạng bệnh. Cái thứ hai là chúng ta thay đổi cái lối sống, cái sinh hoạt của chúng ta mà bỏ những cái thói quen có hại cho sức khỏe. Ví dụ như là hút thuốc lá, thì là uống nhiều rượu bia, nó làm cho cái huyết áp của chúng ta nó bị rối loạn. Nó làm cho các cái mỡ ở trong thành mạch chúng ta tăng lên. Cái mỡ trong thành mạch tăng lên thì nó tạo thành các cục máu đông. Và cục máu đông ấy thì nó sẽ gây đến cái tình trạng là ách tắc, nó thiếu máu ở chỗ nào đó, nó gây đau. Như vậy thì cái thứ hai là chúng ta giảm thiểu và không hút thuốc lá và giảm bớt các rượu bia. Thì rượu bia chúng ta biết là có nhiều cái nguy hiểm, có thể là xơ gan, có thể bệnh lý về gan. Để thông thường nhất là uống quá nhiều bia rượu thì có bệnh hút vân vân. Ngoài những cái biện pháp trên thì chúng ta cũng lưu ý là đừng quên khám sức khỏe định kỳ. Về khám sức khỏe định kỳ, bác sĩ sẽ phát hiện ra các cái tình trạng bệnh cụ thể và sẽ có cái hướng điều trị cụ thể cho cái sức khỏe của chúng ta tốt hơn. Và nếu như chúng ta có thể kết hợp cùng với những sản phẩm với chiết xuất từ thảo dược thiên nhiên thì rất là an toàn và lành tính, đúng không ạ? Và cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Cảm ơn chị Xuyến đã đến với chương trình ngày hôm nay. Và đặc biệt là có thể giúp cho chúng ta tìm ra những cái cách, những phương pháp làm thế nào để có thể điều trị cái chứng đau mỏi cổ vai gáy của mình. Và nếu như quý vị còn bất kỳ những thắc mắc băn khoăn nào thì hoàn toàn có thể gọi điện đến số tổng đài quen thuộc của chương trình là 1-800-6833 để có thể được tư vấn. Một lần nữa chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn đến nhãn hàng Hoạt Huyết CM3 của công ty cổ phần Dược Phúc Vinh đã đồng hành cùng với chương trình. Còn bây giờ chúng tôi xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo. Hoạt Huyết CM3 hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Thuốc Hoạt Huyết CM3 là dự án nghiên cứu cấp nhà nước được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại của Phúc Vinh, đạt tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới, điều trị rối loạn tuần hoàn não với các biểu hiện đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, chết ngủ chập chờn, rối loạn trí nhớ, đau mỏi cổ, vai, gáy. Thuốc Hoạt Huyết CM3 dự án nghiên cứu cấp nhà nước, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Thuốc Hoạt Huyết CM3 là dự án nghiên cứu cấp nhà nước được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại của Phúc Vinh, đạt tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới, điều trị rối loạn tuần hoàn não với các biểu hiện đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, chết ngủ chập chờn, rối loạn trí nhớ, đau mỏi cổ, vai, gáy. Thuốc Hoạt Huyết CM3 dự án nghiên cứu cấp nhà nước, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.